Hiếu Minh Alo xin mến chào tất cả bác nhá. Hiện tại bây giờ buổi sáng sớm ngày chủ nhật ngày 19 tháng 1. Hiện tại không khí Tết thực sự là đã đến rất là gần rồi các bác ạ. Đường xá như em ở đông thì rất là chật chội. Hôm nay là tắc đường luôn. Tắc đường anh em đang đi cả vỉa hè. Anh về nhá. Tại đây không khí ở cửa hàng Hiếu Minh. Buổi sáng nay em ra cùng anh em. Rất nhiều các bác đã đến ủng hộ cửa hàng Hiếu Minh. Với những combo chứ đồng lên đường. Và hôm nay em ra là phụ anh em lấy đồ ra thôi. Thì báo cáo lịch là bên cửa hàng Hiếu Minh thì hôm nay là làm việc đến hết 29 Tết âm lịch các bác nhá. Nếu các bác có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ. Những ngày cuối tuần thường là rất là đông. Còn những ngày thường em phục vụ mỗi đến ngày 29 Tết. Nếu các bác có nhu cầu yêu mến thì tại bên cơ sở bên Hiếu Minh là đang 3, em đang có mặt tại cơ sở 1 là 364 Quang Trung Hà Đông Hà Nội. Đối diện nhà ga đường sắt Kim Cao La Khê thôi nhá. Đây đường rất là xa, rất là tắc. 364 Quang Trung Hà Đông Hà Nội. Cạnh cây xăng, cạnh cây xăng. Một địa điểm uy tín tin cậy. Đây, mua của bác rất nhiều, bác em mua những cái lẻ như bác con trai của mua con lọc chỉ đấy là một. Và bên trong thì đang tiếp đón rất nhiều đoàn khách. Anh em đang bên trong đang phối ghép đầu lối. Với tiêu chí là giá cả hợp lý và cạnh tranh và luôn đưa đi đầu với những sản phẩm, từ những sản phẩm chính hãng đến những sản phẩm hàng loại một với giá rất là cạnh tranh, nên rất mong sự ủng hộ của bác. Như biết thì giờ hiện tại bên cửa mình là đang thách mất kênh cũ rồi, cũng rất là tiếc gây dựng đến gần 3 năm trời, nhưng mà bây giờ thì em đang lập kênh mới thì rất mong sự ủng hộ của bác và Hiếu Minh sẽ phấn đấu với tất cả những sản phẩm làm sao để tận tay người tiêu dùng với chất lượng tốt nhất cũng như là với giá cả hợp lý nhất để các bác có sử dụng cho mình, cho gia đình cũng như anh em có sự kiện. Cái điểm rất tắc là tít ra kia luôn, được rất nhiều các bác đến ủng hộ trong buổi sáng sớm hôm nay, đã tiếp đón rất nhiều các đoàn khách trong buổi sáng nay ngày chủ nhật ngày 19 tháng 1. Video ghi lại dấu ấn không khí ngày Tết đến rất là gần rồi, cũng như được các bác đến cửa hàng ủng hộ. Xin chào tạm biệt các bác ạ.